Thầy Tử Vi chỉ ra rằng, tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, trong 3 tháng đầu năm 2023 gặp nhiều may mắn, đổi đời, thay vận, làm một hưởng 10, trong 3 tháng đầu năm 2023 này. Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với tử vi hàng tháng của 12 con giáp ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, may mắn, và thành công trong cuộc sống. Trong chương trình ngày hôm nay, ban biên tập chương trình xin chia sẻ với quý vị về tử vi của người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, trong 3 tháng đầu năm 2023. Trong 3 tháng này thì vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc của những người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974 sẽ ra sao, sức khỏe, tình duyên, sẽ có những chuyển biến như thế nào, tốt lên hay xấu đi, mời quý vị cùng lắng nghe nội dung chính sau đây. Trước khi đi vào chi tiết 3 tháng đầu năm, mời quý vị tổng quan qua các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên gia đạo của những người tuổi Giáp Dần, trong năm 2023. Người sinh năm Giáp Dần, sinh năm 1974, có thể nhận được những cơ hội trong sự nghiệp vào năm 2023, đây có thể là cơ hội do anh em, bạn bè mang lại, nhưng bản mệnh cũng cần phải tự mình nỗ lực để đạt được chúng, thay vì dựa dẫm vào người khác, đồng thời bạn cũng nên biết san sẻ lợi ích, báo đáp người đã giúp đỡ mình, kẻo dẫn tới tranh giành, anh em, bạn bè trở mặt. Về tình cảm, những người đã ly hôn và đang độc thân có thể sẽ có cơ hội tình cảm trong năm này, bản mệnh có thể chớp lấy cơ hội đó để có người kề cận sớm hôm. Và sau đây xin mời quý vị hãy cùng chương trình tìm hiểu chi tiết về các phương diện trong cuộc sống, thông qua tử vi từ tháng 1 âm lịch đến tháng 3 âm lịch, trong năm 2023. Vận trình tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023. Người tuổi Giáp Dần có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, đón nhận những tin mừng trên phương diện sự nghiệp, trong tháng khởi đầu của năm mới. Thời điểm này bản mệnh nên chú trọng xây dựng các mối quan hệ của mình, nếu quan hệ với bạn bè đồng nghiệp tốt, bản mệnh sẽ luôn được giúp đỡ mỗi khi gặp phải khó khăn, hơn nữa sức mạnh của sự đoàn kết cũng khiến việc lớn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu quan hệ với người lãnh đạo tốt, bản mệnh có thể được giao cho những nhiệm vụ trọng đại, giúp khẳng định vị thế của bản thân, thậm chí chạm tay vào cơ hội được cất nhắc. Sự nghiệp phát triển tốt cũng khiến cho tình hình tài chính của người tuổi Giáp Dần có nhiều cải thiện, bản mệnh không cần phải lo lắng đến chuyện chi tiêu, bởi tiền bạc từ các mối làm ăn, đầu tư thưởng nóng, giúp cho túi tiền của bạn luôn rủng rỉnh. Người làm đầu tư kinh doanh tạo được mối quan hệ tốt với mọi người, và có cơ hội gặp gỡ được quý nhân có thể đưa ra cho bản mệnh những hướng đi mới trong công việc, thoát khỏi tình trạng nhàm chán, lối mòn lặp đi lặp lại trước đó. Người làm công ăn lương, có thể nhận được tiền thưởng nóng, thậm chí chạm tay vào cơ hội tăng lương, nhờ những cống hiến trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Về phương diện sức khỏe, tử vi tháng 1 năm 2023 tuổi Giáp Dần âm lịch cho thấy, bản mệnh có một sức khỏe khá tốt trong thời điểm này, có lẽ những thành công trong nhiều phương diện cuộc sống khiến bản mệnh suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn, bản mệnh cảm thấy rằng, mình dồi dào sức sống, và có thể đối mặt với bất cứ vấn đề gì. Tuy nhiên dù làm công việc gì đi nữa, bản mệnh cũng nên nhớ sinh hoạt khoa học, chớ thức khuya, dậy sớm quá mức, nên dành thời gian để thư giãn, và vận động phù hợp. Việc quan trọng là giữ gìn sức khỏe, rèn luyện bản thân, để chờ đợi cơ hội thích hợp trong tháng này. Về phương diện tình duyên, vợ chồng khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, tranh cãi với nhau, song bạn không nên đẩy mâu thuẫn lên cao, khiến đôi bên nóng nảy nói lời làm tổn thương nhau. Con giáp này cần hết sức bình tĩnh khi đối diện với mọi chuyện, không nên giận cá chém thớt, hoặc tìm thú vui bên ngoài, dù người ấy có điều gì khiến bản mệnh không hài lòng, thì hãy bao dung và tha thứ. Vận trình tử vi tháng 2 âm lịch. Xem tử vi tháng 2 năm 2023, tuổi Giáp Dần dự báo, sự nghiệp của con giáp này phát triển rất thuận lợi, đường quan lộ mưu cầu công danh trong tháng của Giáp Dần gần như không gặp bất cứ trở ngại nào. Vận khí đang trên đà khởi vượng, bản mệnh sẽ có quý nhân nâng đỡ, quá trình làm việc suôn sẻ, hiệu suất cũng được nâng cao đáng kể, đây là thời điểm lý tưởng để bản mệnh thúc đẩy các hạng mục còn đang dang dở, mở rộng quy mô, hoặc biến giấc mơ khởi nghiệp thành hiện thực trong tháng này. Nếu bản mệnh đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng, bản mệnh cũng có thể chọn ngày hoàng đạo, ngay từ trong tháng để tiến hành, những khó khăn ban đầu có thể khiến bạn lung lay ý chí, nhưng cuối cùng vẫn thực hiện được mục tiêu của mình. Đặc biệt trong tháng này, cũng dự báo một tháng có nhiều niềm vui về tài chính đến với người tuổi Giáp Dần, không sớm thì muộn công việc, kế hoạch mà bản mệnh đang theo đuổi cũng sẽ gặt hái được trái thơm quả ngọt. Vậy nên, nếu hiện tại đang gặp khó khăn, cũng đừng vội nản chí, mọi thứ trước mắt chỉ là tạm thời, người kiên trì theo đuổi đến cùng, sẽ là người nhận được điều xứng đáng, cả thu nhập chính và thu nhập phụ của con giáp này đều có dấu hiệu tăng tiến rõ ràng vào thời điểm này. Bản mệnh kiếm được tiền từ nhiều nguồn khác nhau, phát huy được những năng lực tiềm ẩn từ trước tới giờ chưa hề biết tới của mình. Người làm công ăn lương, có thêm thu nhập bằng khả năng ngoại giao khéo léo của mình, bản mệnh đang nắm trong tay một nguồn khách hàng tiềm năng, chỉ cần mạnh dạn tư vấn và khai thác, đảm bảo ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị, tiền hoa hồng được hưởng, cũng nhờ vậy mà tăng gấp nhiều lần so với thời gian trước. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Dần, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe, đặc biệt là các cơ quan về gan, thận, bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, ăn uống khoa học và giữ tinh thần lạc quan thì không lo bệnh tật tìm đến, đồng thời làm việc gì cũng nên cẩn trọng, tránh họa huyết quang. Về tình cảm, thời điểm này, bản mệnh đón đường tình duyên, gia đạo vô cùng tích cực, các cặp vợ chồng được nguyệt lệnh hỗ trợ, tần suất mâu thuẫn cãi vã giảm đi trông thấy, có lẽ gánh nặng lo cơm áo gạo tiền, đôi khi khiến cho đôi bên xa cách lạnh nhạt. Nhưng miễn là cả hai luôn hướng về nhau, cùng vun đắp hạnh phúc gia đình, đảm bảo tình yêu luôn gắn kết thì mọi chuyện, việc gì cũng sẽ qua, một số cặp vợ chồng có thể đón tin vui, con cái như ý nguyện, tin mừng có thể đến từ ngay ngày đầu tháng, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận. Vận trình tử vi tháng 3 âm lịch. Về phương diện sự nghiệp, người tuổi Giáp Dần về phương diện sự nghiệp không có tiến triển thuận lợi trong tháng 3 này, ở nơi làm việc của bản mệnh thường xuyên bị cô lập với mọi người xung quanh, dù trong công việc lớn nhỏ, bản mệnh cũng ít được người khác giúp đỡ. Lúc này bản mệnh cần nhắc nhở bản thân mình cố gắng, không cần phải phụ thuộc vào sự thúc đẩy của bất cứ ai, trên thực tế chỉ cần bản mệnh thực sự tập trung, cố gắng, thì ắt sẽ tìm ra cách giải quyết khó khăn, nếu chịu cố gắng tập trung thì vận trình sự nghiệp của bản mệnh sẽ dần được cải thiện. Hãy hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chính là cách đơn giản và trực tiếp nhất để khẳng định giá trị bản thân, bởi chẳng ai có thể phủ nhận được những thành tích mà bạn gặt hái được. Về tài chính, các vấn đề trong công việc cũng khiến cho kế hoạch kiếm tiền của người tuổi Giáp Dần tiến triển không mấy suôn sẻ, chủ yếu do bản mệnh phải chịu tác động của cục diện tương hại, nhiều vấn đề xảy ra liên tiếp, khiến bản mệnh mất đi thời gian công sức, thậm chí là cả tiền bạc để giải quyết. Thời điểm này bạn nên tiếp tục với các dự án quen thuộc, đừng vội vàng theo đuổi các dự án mới, hoặc mở rộng phạm vi kinh doanh, bởi bạn khó có thể lường trước hết được những khó khăn mà mình phải đối mặt. Cũng may là có đế vượng trợ mệnh, nên vận trình tài lộc của bản mệnh không quá tăm tối, đây đó vẫn sẽ xuất hiện những tia hy vọng, mà nếu nắm bắt được, bản mệnh có thể giúp bản thân vượt qua khỏi khó khăn. Xem tử vi về sức khỏe cho thấy, người tuổi Giáp Dần có sức khỏe khá tốt trong tháng này, dù nhiều vấn đề xảy ra khiến bản mệnh phải loay hoay tìm cách giải quyết, có những rắc rối không thể kết thúc trong một ngày, một đêm. Vì thế, dù làm công việc gì đi nữa, bản mệnh cũng nhớ sinh hoạt khoa học, ăn uống điều độ, chớ nên thức khuya, dậy sớm, nên dành thời gian để thư giãn, và vận động phù hợp, hãy luôn nhắc nhở bản thân giữ những suy nghĩ lạc quan, không nên than thân trách phận, khiến cho tinh thần thêm căng thẳng mà thôi. Về tình cảm, tác động của tương hại làm cho bản mệnh đang quá tập trung cho công việc mà quên việc chăm sóc nửa kia của mình, vì vậy mà một số cặp vợ chồng có thể rơi vào cảnh đồng sàng dị mộng, đó là hậu quả của việc đôi bên ai làm việc của người ấy, không quan tâm và chia sẻ suy nghĩ với nhau. Nếu muốn cứu vớt tình trạng này, đôi bên cần phải tích cực trò chuyện một cách chân thành, không nên che giấu bất kỳ điều gì. Thưa quý vị thân mến, đồ phong thủy hay còn được gọi là pháp khí, là món đồ thường được dùng để giúp cho gia chủ may mắn, tài lộc, hoặc trấn giữ nhà cửa để tránh những điều không tốt, và còn được sử dụng như đồ trang trí trong gia đình, hay nơi làm việc. Mỗi món đồ phong thủy sẽ có ý nghĩa khác nhau, và khi chọn được món đồ phù hợp với tuổi tác cung mệnh, nó sẽ giúp cho chủ nhân tăng được nguồn năng lượng tích cực, có thêm may mắn, và tài lộc cũng như sức khỏe. Ngược lại, thì đồ phong thủy sẽ không có tác dụng, hoặc có thể mang đến những điều không tốt. Trong nội dung dưới đây, ban biên tập chương trình sẽ cùng quý vị tìm hiểu 2 đồ vật phong thủy phù hợp nhất trong 3 tháng đầu năm 2023, để mang lại nhiều may mắn và tài lộc với người tuổi Giáp Dần. Một là tượng hổ phong thủy mạ vàng. Tượng hổ là linh vật cho người sinh năm Dần, nên việc thỉnh tượng hổ trong nhà sẽ giúp cho gia chủ Giáp Dần tăng thêm sự uy phong, khí chất mạnh mẽ, và phát huy tối đa năng lực của bản thân từ trong công việc, sự nghiệp, lẫn chăm sóc con cái. Về tình duyên gia đạo, bên cạnh đó, tượng hổ phong thủy mạ vàng, hay tượng hổ uy phong mạ vàng, là mẫu tượng hành kim, có năng lượng kích hoạt phong thủy rất lớn cho bản mệnh. 2 là tượng thần tài mạ vàng. Thần tài có vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh, trong quan niệm phong thủy của người Việt, dường như mỗi gia đình đều thỉnh tượng thần tài trong nhà, với niềm tin có thể được thần tài bảo vệ của cải, và giúp tăng thêm tài lộc trong số các tượng thần tài, thì gia chủ Giáp Dần nên chọn thần tài mạ vàng, sẽ phát huy được tính phong thủy tốt nhất của gia chủ mệnh thủy. Thưa quý vị, vừa rồi là nội dung tử vi tuổi Giáp Dần, trong 3 tháng đầu năm 2023. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi đến hết video này của chúng tôi, và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi chúc quý mệnh chủ luôn may mắn, bình an, bước sang 2023, bứt phá, phát tài, và giàu sang, phú quý. Nếu quý vị yêu thích video này của chúng tôi, hãy dành cho Minh Đường Tử Vi một like và nhấp vào nút chia sẻ để cho mọi người cùng biết nhé. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video, thông tin mới nhất và hay nhất đến từ ban biên tập chương trình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.